ta thực sự là phản phái A à tình sử tẫn thành hối trọng sinh. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Ý trung nhân của ta là cái cái thế nhân vật chính, có một ngày hắn sẽ người khoác kim giáp thành y, chân đạp thất sắc vân thải, tại một cái vạn chúng chú mục tình huống dưới, đến đây giết ta. Nguyên ương đại lục là cái tu võ thế giới. Tin đồn viễn cổ có thần bí lực lượng đem đại lục chia làm năm khối ở vào đông đại lục cực tây chi địa chân vũ thánh tông cái này thống ngự lấy chung quanh vạn dạm sơn hà quái vật khổng lồ tựu tọa lạc tại đây trần vũ thánh tông bên trong có bạch hạc cùng vang lên tường vân thiên hàng linh tuyền bàng bạc như biển dâng trào chân trời có tu sĩ đạp kiếm mà đi một cái chớp mắt tung ngoài vạn dạm có tráng hán huy quyền huyền thiết võ thạch tại bạo tạc trung hóa thành mạn thiên mảnh vụn Nhạn nam phong ở vào chân vũ thánh tông vị trí trung ương, sơn phong ngàn trượng như tháp, cao vút trong mây. Đỉnh núi mây trắng phiêu đẳng, sương mù quấn quanh. Từ từ mặc một bộ bạch y, hơn hẳn bạch tiết toái phát theo gió lạnh phi vũ, một đôi tròng mắt thâm thúy vô biên. Thân ảnh đơn bạc đứng tại bên vách núi, gió nhẹ đem bạch y thổi đến đột nhiên đột nhiên vang lên. Ta đây coi là trọng sinh đi, từ từ mặc ngạc nhiên, hắn chầm mặc 3 phút sau, lại là 3 phút. Trọng sinh không nên đều là nhân vật chính xáo lộ sao? Có thể ta đạp ngựa thiết lập là cái nhân vật phản diện A. Từ từ mặc bắt đầu kiểm tra tự thân tình huống, hắn hiện tại loại tình huống này nên tính là hồn xuyên cỗ thân thể này suy nhược quả thực không dám tưởng tượng, hắn vững tin chính mình trở lại 15 tuổi năm đó, vừa mới chuẩn bị tiếp xúc tu hành ngày ấy. Nhưng lần này trọng sinh, hắn có không chỉ là kiếp trước tất cả ký ức còn có. Cơ thể bên trong phần bụng, một cái từ pháp tác ngưng luyện thành viên cầu cứ như vậy lẳng lặng nổi lơ lửng, viên cầu quang mang nội liễm, mặt ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ trong đó liền sẽ phát hiện quả cầu này bên trong tự thành không gian có hào quang vạn trượng có cỏ non sương mai húc nhật đông thăng viên cầu bên trong biến ảo vô tận trên đó phát tán ra uy thế vẻn vẹn chỉ lộ ra một tia phẳng phất liền có thể đem chân xuống sơn phong san thành bình đĩa từ từ mặc Từ Viên Châu bên trong cảm thấy khí tức quen thuộc, bỗng nhiên, hắn hai mắt trợn to, phảng phất nghĩ đến một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Viên Châu là hắn kiếp trước trong lúc vô tình có được đồ vật, sử dụng tạm thời không biết, chỉ là cái này Viên Châu đối với xé rách không gian có đặc thù trợ giúp từ từ mà còn nhớ rõ hắn chiến bại ngày ấy hắn đem chính mình một thân thần mạch cảnh tu vi đều dung nhập viên châu bên trong muốn dựa vào viên châu xé rách không gian chạy trốn lại không nghĩ rằng trọng sinh đến thời kỳ thiếu niên hắn rốt cuộc biết chính mình vì cái gì nhìn xem viên châu sẽ có loại cảm giác quen thuộc cái này viên châu bên trong năng lượng không phải liền là chính mình kiếp trước dung nhập vào bên trong một thân thần mạch cảnh tu vi nha từ từ mặc kích động toàn thân run rẩy hắn có lòng tin, chỉ cần cho hắn thời gian một năm, hắn liền có thể mượn nhờ cỗ năng lượng này, một lần nữa trở lại thần mạch cảnh. Võ đạo một đường khó, khó như trên thanh thiên, nhất bộ nhất thanh thiên. Nhân loại từ phàm cảnh bắt đầu tu luyện, rèn luyện huyết nhục, rèn luyện gân cốt, rèn luyện da. Nội luyện ngũ tạng lục phủ, ngoại luyện da thịt gân cốt mà thân thể rèn luyện hoàn tất về sau liền muốn mở ra thân thể mạch môn cầu thông thiên địa linh khí tiến vào linh mạch cảnh phàm cảnh linh mạch ngưng mạch chân mạch không mạch tôn mạch đế mạch thánh mạch thần mạch cái này cửu cảnh được xưng là đăng thiên cửu mạch từ từ mặc nhìn qua xa xa đường chân trời hắn hiện tại có thể tùy ý điều động viên châu bên trong năng lượng thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hắn liền có thể hoàn thành phàm cảnh rèn luyện trực tiếp đạt tới linh mạch cảnh. Trong vòng một năm hấp thu xong cỗ năng lượng này, sau đó lại lên thần mạch cảnh cũng không đáng kể. Nhưng hắn hiện tại cũng không sốt ruột, đầu tiên là hắn hiện tại ở vào chân Vũ Thánh Tông bên trong, phụ thân đối với hắn tu luyện cực kỳ quan tâm. Hắn không muốn để người khác phát hiện dị thường của mình. Và URL bằng Window, Location, Heret, Window, Puppy giới Tác bằng Window. Puppy giờ tác Windows, Puppy giờ tác Push Zonet 7254 ít BGSSP 7254 U URL về phần thứ hai, từ từ mặc cũng không vội vàng tăng cao tu vi, hắn rất hưởng thụ hiện tại bầu không khí như thế này. Hết thảy đều còn tại, hết thảy đều có có thể khả năng cứu vãn. Phụ thân, như hổ, tiêu đỉnh thiên, còn có cái này dương liễu bờ sông, đứng tại trong gió lệ rơi đầy mặt, khóc tự nhủ, muốn cùng chính mình qua sông bình thường cả đời nữ hài. Hắn cuối cùng phụ tất cả mọi người, một phen cửu tử nhất sinh, cuối cùng vẫn là thua ở nhân vật chính sở dương dưới kiếm. Từ từ mặc nhìn về phía nơi xa, bạch y cùng sương mù hoa làm một thể, phong tự hồ càng lúc càng lớn, nụ cười của hắn chung mang theo một số điên cuồng. Sở Dương, kiếp trước ta chỉ là ngươi đạp lên đỉnh phong trên đường, một khối hơi lớn một số tảng đá thôi. Luân hồi lão nhân, nhân vật chính kim thủ chỉ lão ra ra, ta cũng chỉ là ngươi trong bàn cờ một mai không có ý nghĩa quân cờ. Nhưng một thế này, ta muốn nhảy ra bàn cờ, ổn thỏa chấp trưởng quân cờ, dùng chúng sinh vì cờ, thiên địa làm bàn cờ, chấp trưởng vạn cổ từ từ mặc ở đình viện ngay tại nhạn nam phong ở giữa đoạn đường này có dược thảo nở rộ hai bên màu lam cầu vồng đan sen màu tím đường vân có thụy thú chạy về phía phương xa trên thân hào quang vạn trượng hai bên linh thụ tiên diễm trái cây tùy tiện một cái phóng tới ngoại giới đều là thường nhân tranh đầu rơi máu chảy linh quả nhưng ở nơi này lại chỉ là tô điểm một đường phong cảnh thưởng thức vật từ Từ mặc đi vào đình viện, hộ vệ Trương Trọng Thiên sớm tại cổng xa xa chờ đợi. "Công tử, Phó tông chủ vừa mới sai người tiện thể nhắn, nói ngươi nếu là vô sự lời nói, liền đi hắn bên kia một chuyến, hắn có việc muốn cùng ngươi nói." Trương Trọng Thiên cung kính nói. Biết Từ Từ mặc gật gật đầu, tại Trương Trọng Thiên đồng hành, hướng phía Thanh Sơn Phong đi tới ba năm trước đây trần vũ thánh tông đương nhiệm tông chủ bởi vì tu vi đến thánh mạch cảnh đỉnh phong vì tìm kiếm kia cuối cùng một tia bước vào thần mạch cảnh hy vọng hắn đem cầm quyền tặng cho phó tông chủ từ thanh sơn tự mình một người thì đi hướng hồng trần phàm thế muốn tại bình thường quy chân chung tìm kiếm đột phá từ nay về sau phó tông chủ từ thanh sơn thành chân vũ thánh tông lớn nhất người cầm quyền mà từ tử mặc chính là từ thanh sơn con độc nhất có thể nói, hắn chính là toàn bộ chân vũ thánh tông thái tử ra cũng không đủ. Từ từ mặc biết, khoảng thời gian này phụ thân tìm hắn hẳn là muốn nói tu luyện sự tình đi. Hắn hiện tại mới 15 tuổi, vừa vặn có thể bước vào tu luyện cơ bản cánh cửa. 15 tuổi trước đó, nhân loại kinh mạch trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ đều chưa thành hình, so sánh yếu ớt, cũng không dễ tu đi. Trên cơ bản toàn bộ Nguyên Ương đại lục người đều là 15 tuổi bắt đầu đạp lên con đường tu tiên. Từ từ mặc đi vào Thanh Sơn Phong bên trên, thân là chân vũ thánh tông lớn nhất người cầm quyền chỗ ở, nơi này cũng không có cỡ nào vàng son lộng lẫy, ban công các vũ. Có vẻn vẹn chỉ là một tòa phổ thông nhà gỗ nhỏ, một đầu chậm chạp mà lại thanh tịnh tiểu hạc cùng một mặc áo xanh, ngồi trên mặt đất tại bờ sông trung niên nhân từ từ mặc đứng tại bờ sông, cứ như vậy lẳng lặng nhìn phụ thân. Hắn không có mở miệng, từ thanh sơn cũng không có mở miệng. Hai cha con lạ thường ăn ý. Thật lâu, không chung một hơi gió mát tựa hồ đánh vỡ cái này khó được yên tĩnh, từ thanh sơn chậm rãi ngẩng đầu lên. Đây là người rất phổ thông trung niên nhân, hắn mặc mộc mạc thanh sam, trên thân cũng không có cỡ nào làm người sợ hãi khí thế ta thực sự là phản phái a à tình xử tẫn thành hối như thế nào đại đế nghe chọn bộ tại mê truyện audio com hắn tựa như thế giới này ngàn vạn người bình thường đồng dạng một chương phổ thông mặt tóc dài rối tung tại sau lưng đỉnh đầu hơi đánh một cái kết hai tóc mai ẩn ẩn có tóc trắng xen lẫn ở trong đó duy chỉ có để người chú mục vẫn là cặp mắt kia, bên trong tựa hồ ẩn chứa chu thiên tinh thần, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hộ vệ trương trọng thiên liền có loại linh hồn bị đông cứng cảm giác. Phải biết bản thân hắn chính là chân mạch cảnh cường giả, nhưng vẫn là như thế yếu ớt không chịu nổi một kích quả thật là nhất bộ nhất thanh thiên A, à, người lớn lên, từ thanh sơn vui mừng nói đối với nhi tử có thể một mực yên tĩnh lâu như vậy từ thanh sơn nội tâm hơi kinh ngạc cường giả nhưng là muốn có khả năng chịu được cô độc tịch mịch a à. cha người lão nhìn xem phụ thân hai tóc mai một chút tóc trắng từ từ mặc âm thanh run dày nói một nháy mắt giống như tất cả cảm xúc đều bừng lên kiếp trước thời điểm hắn cùng nhân vật chính sở dương định ra ước hẹn ba năm ước chiến u long khe cuối cùng lại không địch lại đối phương bị đánh rớt vực sâu phụ thân vì cho mình báo thù dốc hết sức lực cả tông phái truy sát sở dương lại không nghĩ rằng đối phương trưởng thành tốc độ ngoài dự đoán sở dương tại lần lượt trong đuổi giết đào thoát sau đó trở nên càng ngày càng mạnh cuối cùng tay cầm tam xích thanh phong tự mình giết tới chân vũ thánh tông nghe nói trận chiến kia tứ phương vân động giết thiên hôn địa ám sơn hà vỡ vụn phụ thân cuối cùng không địch lại đối phương thua ở sở dương dưới kiếm nếu như lúc trước không phải tông chủ đột nhiên xuất hiện cứu chàng lắng lại sự kiện kia chỉ sợ phụ thân tính mệnh hấp hối a à. nhưng cũng bởi vì sự kiện kia phụ thân khó có thể chịu đựng đà kích một đêm đầu bạc từ đó quy ẩn sơn lâm lại không tin tức nhưng không ai từng nghĩ tới lúc trước chính mình rơi xuống u long khe về sau cũng không có ngã chết ngược lại được một số cơ duyên khi đó, hắn mới bắt đầu nghiêm túc tu hành, bức thiết khát vọng thực lực tăng cường. Cuối cùng hắn đột phá đến thần mạch cảnh, muốn đi tìm sở dương báo thù. Nhưng không nghĩ tới đối phương nghịch thiên căn bản không phải chính mình có thể sánh được, hắn át chủ bài nhiều, trận chiến kia cũng triệt để đem từ từ mặc tất cả kiêu ngạo đánh vào đám mây. Suy nghĩ trở lại hiện tại, từ thanh sơn đem một tấm lệnh bài đưa cho từ Tử mặc nhẹ giọng nói ra người bây giờ cũng đến nên tu luyện niên kỷ, liền đi tàng kinh các tuyển một bản phù hợp công pháp của mình đi. Lệnh bài này có thể thông hướng tàng kinh các chỗ cao nhất, nơi đó có bốn vị đại đế chân truyền, về phần lựa chọn cái nào, toàn bộ nhờ chính ngươi làm chủ. Từ từ mặc tiếp nhận lệnh bài trùng điệp gật đầu, trên thực tế kia bốn vị đại đế chân truyền công pháp hắn kiếp trước liền đã nhìn qua nhưng không có cách rất nhiều chuyện cũng nên làm dáng một chút hắn không có khả năng nói ra chính mình trọng sinh bí mật cái này viên châu công dụng đến bây giờ từ từ mặc cũng không biết làm sao sử dụng ngươi tu luyện sự tình vi phụ cũng không muốn nhiều nhúng tay về phần ngươi muốn tu luyện cái nào công pháp cũng đều xem hứng thú của ngươi trên thực tế mỗi người đến cuối cùng đều muốn đi ra một đầu thuộc về mình con đường từ thanh sơn trầm mặc một chút giải thích nói người bây giờ tựa như một cỗ di chuyển ở trên vách núi xe ngựa, ta có thể làm chính là nhắc nhở ngươi, đừng để xe ngựa rơi xuống vách núi là được. Về phần chiếc xe ngựa này đầu xe là muốn hướng đông vẫn là hướng tây, hay là nam bắc đều muốn dựa vào chính ngươi đi nắm chắc từ từ mặc gật gật đầu, hắn có thể minh bạch ý của phụ thân. Trên thực tế mặc kệ là đại đế lưu lại công pháp, vẫn là phổ thông tu luyện công pháp, đến cuối cùng đều không có cái gì khác nhau mỗi người cuối cùng muốn đi ra một đầu thuộc về mình võ đạo thiên đồ, dù là người khác vật lưu lại mạnh hơn, đó cũng là người khác, sẽ không trăm phần trăm phù hợp ngươi. Đi thôi, mẹ ngươi gần nhất về ngươi ngoại công gia đi, nghe nói nhà bọn hắn mười mạch quả sắp thành thục, mẹ ngươi nghĩ đến giúp ngươi muốn lên một mai, từ thanh sơn mỉm cười nói, hảo hảo tu luyện. Chớ để vi phụ thất vọng, thất vọng sao, từ từ mặc thì thào một câu, sau đó trùng điệp gật đầu kiếp trước thời điểm, thật sự là hắn để phụ thân thất vọng. Tối thiểu tại bị sở dương đánh rớt u long khe trước đó, hắn trên cơ bản không có nghĩ qua hảo hảo tu luyện. Hắn trầm mê ở tửu sắc cho mình sáng tạo hoa hoa trong thế giới giả lập, hắn là chân vũ thánh tông thái tử gia, rất nhiều nhân kiến chính mình cũng phải giống như chó xù đồng dạng, vẫy đuôi hà hơi. Hắn cái gì cũng không thiếu, rõ ràng có thể tốt hơn còn sống, tại sao phải đi vất vả tu luyện về sau hắn mới hiểu được, trên đời này nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh hảo, chỉ là có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên thôi. Rời đi phụ thân thanh sơn phong, từ từ mặc trực tiếp hướng tàng kinh các đi tới. Và URL bằng Window, Location, Herep, Window, Puppy Giơ Tác bằng Window, Puppy Giơ Tác, Window, Puppy Giơ Tác, năm Zonet, 7254, X. BGSSP 7254U, UAL, Diêu nhìn qua tòa này yên lặng tại tiên vụ bao phủ bên trong quái vật khổng lồ, cái này mang theo quá nhiều sắc thái truyền kỳ tông môn. Trần Vũ Thánh Tông cũng không phải là một cái bình thường tông môn, nó càng là một cái nhất môn tư đế đế thống tiên môn. Tại Trần Vũ Thánh Tông mênh mông vô ngần, dài đến vài vạn năm trong dòng sông lịch sử, đã từng xuất hiện bốn tên đại đế. Như thế nào đại đế? một thời đại tối cường giả. Truyền thuyết mỗi một cái thời đại thiên địa đều sẽ đản sinh ra một đầu thiên mệnh mà có thể từ ngàn vạn người chung trổ hết tài năng, gánh chịu thiên mệnh người, chính là đại đế. Mười vạn năm trước, nguyên ương đại lục còn ở vào mãng hoang thời đại, kia là một nhân loại như sâu kiến, miểu như cắt bụi, hèn mọn đến chết thời đại ngày đó có một cái gọi là chân vũ nam nhân cầm kiếm đạp lên hành trình hắn đi qua một phen cửu tử nhất sinh tôi luyện điểm thần hỏa ngừng đế vị gánh chịu thiên mệnh cuối cùng nam nhân tại thương khung đỉnh chóp hô lên câu kia thiên mệnh di ta từ đó về sau mãng hoang thời đại bị kết thúc nhân loại nghênh đón xưa nay chưa từng có chư đế thời đại mà chân vũ đại đế cũng là chư đế thời đại vị thứ nhất đại đế, từ hắn kéo ra cái này rung động đến tâm can, trùng trùng điệp điệp thời đại màn tre. Chúng ta nguyện tôn ngươi là mạnh nhất, vô số người cao giọng hò hét, tại chân vũ đại đế uy thế hạ nằm dạp trên mặt đất. Chân vũ đại đế gánh chịu thiên mệnh, cuối cùng đi vào đông đại lục cực tây chi địa, thành lập chân vũ thánh tông. Trần Vũ Thánh Tông thành lập ngày đó, bát phương đến chúc tứ hải triều bái, vô số người chèn phá đầu cũng muốn gia nhập cái này tông môn. Càng có vô số tông môn tranh nhau muốn trở thành Trần Vũ Thánh Tông phụ thuộc tông môn. Từ nay về sau, cực Tây Chi địa vạn dặm Sơn Hà đều bị chia làm Trần Vũ Thánh Tông thống ngự hạ một mực tiếp tục đến bây giờ. Mấy ngàn năm về sau, lại là một cái nam nhân từ Trần Vũ Thánh Tông đi ra tên của nam nhân thế nhân sớm đã lãng quên làm cho tất cả mọi người ký ức sâu trong linh hồn run rẩy vẻn vẹn chỉ là nam nhân gánh vác kia ba thanh trường đao trảm tiên lục ma chân ngã nam nhân cầm cái này ba thanh trường đao trấn áp thuộc về hắn thời đại kia hắn là chư đế thời đại vị thứ bảy đại đế cũng là chân vũ thánh tông vị thứ hai đại đế tam đao đại đế lại qua một vạn năm, Trần Vũ Thánh Tông xuất hiện vị thứ ba Đại Đế Thần Hành Đại Đế. Tại vạn cổ đến nay nhiều như vậy Đại Đế cường giả chung Thần Hành Đại Đế cũng không tính kinh diễm nhất tiệt luân một cái. Nhưng tốc độ của hắn lại là tất cả Đại Đế chung đứng hàng đầu một cái kia. Tại Thần Hành Đại Đế thời đại hậu kỳ cái này nam nhân từng ánh mắt thâm thúy nhìn lấy thiên địa cuối phương hướng chỉ để lại một câu, ta muốn dùng ta hai chân này, lượt lịch sơn hà óng ánh, lãm tận phù sinh phồn hoa, du lịch trí nhật nguyệt chi đỉnh. Sau đó hắn rời đi, lưu cho thế nhân, chỉ là cái kia đạo trong cõi u minh mang theo quá nhiều truyền kỳ bóng lưng. Ta thực sự là phản phái A tình sử tẫn thành hối tịch diệt quyết. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com Ba vị đại đế lưu cho Chân Vũ Thánh Tông nội tình, đem Chân Vũ Thánh Tông đưa đến một cái trước nay chưa từng có thịnh thế. Nhưng thế gian vạn vật đều có hắn quy luật phát triển, thịnh cực tất suy. Sau đó mấy vạn năm, Chân Vũ Thánh Tông liền không còn xuất hiện một vị đại đế. Cứ việc nó vẫn y như là là cái quái vật khổng lồ, nhưng cũng miễn không được từ năm đó thịnh thế một chút xíu bắt đầu xuống dốc thẳng đến 3.000 năm trước, một cái nữ hài xuất hiện, đánh vỡ đây hết thầy cục diện bế tắc. Nữ hài sinh hoạt tại chân Vũ Thánh Tông Thống Ngự Hạ Vạn Dạm Sơn Hà Trung, một tòa phổ thông thôn trang nhỏ. Cứ như vậy cuộc sống bình thường 15 năm, thẳng đến có một ngày, hai tên không mạch cảnh cường giả đánh nhau lúc đi qua tiểu sơn thôn trên không, bị nữ hài nhìn thấy. Viên kia tâm linh nhỏ yếu đến tận đây bị chôn xuống một mai thế giới mới đại môn hạt giống nữ hài mộ danh mà đến, muốn bái nhập chân Vũ Thánh Tông, lại tại tư chất kiểm nghiệm chung, bởi vì căn cốt bình thường, mà bị đào thải. Nhưng nữ hài lại không chịu buông vứt bỏ, nàng quỳ gối tông môn bên ngoài bậc thang đá xanh hạ, cứ như vậy quỳ trọn vẹn bảy ngày. Gió táp mưa xa, mặt trời bạo phơi, một giọt nước chưa tiến, một miếng cơm chưa ăn. Khi đó nàng vẫn chỉ là người bình thường, lại tại loại này dây vò chung trống đỡ xuống dưới cả người cũng chỉ là ý thức mơ hồ, cũng không có đã hôn mê, ý nghĩa trí kiên định, để người động dung. Về sau vẫn là chân vũ thánh tông bên trong, một ngoại môn trưởng lão nhìn nàng đáng thương, đưa nàng thu làm ký danh đệ tử. Nàng tựa như một con khát vọng nhảy ra giếng sâu ếch ngồi đáy giếng, không cam lòng ở trách một góc. Cũng giống một con phủ phục ở trong thiên địa sâu kiến, cứ như vậy một mực bò lồm ngồm, bò lồm ngồm. Thẳng đến có một ngày, cái này phủ phục sâu kiến đột nhiên đứng lên, khi đó mọi người mới phát hiện, không biết từ khi nào, con kiến cỏ này đã trưởng thành đến cùng trời tranh tình trạng. Tại nữ hài thời đại, có rất rất nhiều kinh diễm tuyệt luân thiên tài. Nhưng cuối cùng chẳng ai ngờ rằng, một cái tư chất thường thường nữ hài quét ngang thời đại kia. Hồng thiên nữ đế, đây là năm đó nữ hài kia tôn sơn tại vạn cổ đông đảo đại đế chung hồng thiên nữ đế tuyệt đối xem như lộng lẫy nhất một cái nàng không chỉ lóa mắt với mình thời đại thậm chí sau đó mấy cái đại đế thời đại đều thâm thụ nữ đế ảnh hưởng hồng thiên nữ đế đem chân vũ thánh tông dẫn đầu đến một cái khác thịnh thế hồi tưởng lại chân vũ thánh tông lịch sử từ từ mặc ánh mắt thâm thúy hắn hy vọng có một ngày tên của mình cũng có thể xuất hiện tại cái này sử thi ngôi sao đầy trời óng ánh chung một đường đi vào tàng kinh các tàng kinh các ở vào chân vũ thánh tông vị trí hạch tâm nơi này có toàn bộ tông môn thành lập đến nay thu thập tất cả công pháp và mạch kỹ cùng người thường trong tưởng tượng nguy nga bằng bạc khác biệt tàng kinh các không khí chung quanh vẫn là rất nhẹ nhõm có cổ thụ già thiên, có linh thảo chảy mặt đất, hữu đạo hoa dành trước khoe sắc, ngũ thải ban lan hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, chủng loại khan hiếm dược đạo kê tuần tra bốn phía. Thay linh thảo đạo hoa sới đất, tiêu vặt, bắt trùng, Tàng kinh các hết thảy 18 tầng, đứng tại cổng, cổ phát chi khí chạm mặt tới, nó lẳng lặng đứng sừng sững lấy, phảng phất đang như mọi người kể ra nó quá khứ vài vạn năm lịch sử lầu các nhan sắc là màu xanh biếc đan sen màu vàng nhạt, lộng lẫy cao lớn điện ngọc, ngói xanh đỏ thắm mái hiên nhà. Mái hiên hai bên điêu khắc đủ loại kỳ chân dị thú. Có hùng ưng dương cánh, có chim bay lăng không, có liệp báo tê minh, có hoang sư trừng mát. Tàng kinh các trước cửa cũng không có người chấn giữ, nhưng từ từ mặc lại có thể từ chung quanh cảm nhận được một cỗ làm hắn tim đập nhanh khí thế chung quanh nơi này bố trí cao cấp trận pháp, một khi phát hiện kẻ xông vào, trận pháp mở ra, coi như thánh mạch cảnh cường giả cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm đào thoát. Và URL bằng Window, Location, Herep, Window, Puppy Giới Tác bằng Window, Puppy Giới Tác, Window, Puppy Giới Tác, năm Zone, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL từ từ mặc đem phụ thân cho lệnh bài đặt ở cổng khe thẻ bên trên, sẽ có thủ hộ tàng kinh các trưởng lão đi giám định khối này lệnh bài, sau đó cho ra lệnh bài quyền hạn. Đại môn quang mạc biến mất, từ từ mặc trực tiếp đi vào trong tàng kinh các. Lầu một bố trí lộ ra 10 phần đơn giản, mấy vạn cái giá sách đâu vào đấy trưng bày. Mỗi cái giá sách phía trên trưng bày mạch kỹ còn có công pháp, đều bị nhất tầng nhàn nhạt quang mạc bao phủ. Giá sách phía trước nhất có một tấm bảng nhỏ, trên đó viết đối ứng sách vở danh xưng cùng công dụng, phẩm giai. Từ từ mặc cũng không nhiều dừng lại, một đường đi vào tàng kinh các tầng cao nhất, tầng thứ 18, 18 tầng tia sáng lộ ra hơi có chút hơi ngầm, phía trên chỉ có bốn tôn pho tượng. Cái này bốn tôn pho tượng mỗi cái phẳng phất đều một mình tại một cái đặc thù không gian chung. Từ từ mặc đứng tại pho tượng trước, từ nhìn trái đến phải tôn thứ nhất pho tượng là tên tóc dài rủ xuống vai nam tử, nam tử trên thân khí thế bằng bạc, ánh mắt sâu xa như biển, kia cỗ quân lâm thiên hạ phong thái để người nhịn không được tin phục. Đây là một cái chân đạp sơn hà, vai kháng thương thiên nam nhân. Đệ nhị tôn pho tượng đồng dạng là tên nam tử, hắn cho người ta một loại cực đoan cảm giác. Thật giống như hắn bỏ qua hết thảy, chỉ vì truy tìm vật gì đó cuối cùng cao ngạo lại kiệt ngạo, phía sau hắn gánh vác ba thanh quái dị trường đao. Khi ngươi nhìn thấy đao một khắc này, ngươi liền có thể minh bạch, đây là một cái thuần túy đao khách, hắn cuối cùng cả đời đều vì bước vào đao đạo đỉnh phong mà cố gắng. Đao hạ sinh, đao hạ tử. Đệ tam tôn pho tượng chỉ có một cái bóng lưng, hắn cho người cảm giác đặc biệt phiêu miểu, phẳng phất lân cận ở trước mắt, lại tựa như xa cuối chân trời hắn tại hiện thực cùng hư không ở giữa hành tàu, chỉ vì truy tìm tốc độ kia cuối cùng áo nghĩa. Thứ tư tôn pho tượng là tên nữ tử, tóc dài dối tung sau lưng, sa mỏng ngăn trở khuynh quốc khuynh thành diện mạo. Phong cách của nàng khác lạ, khó lường, lần đầu tiên, nàng đưa cho ngươi cảm giác thật giống như mang chút thuần chân, hoạt bát, để ngươi nhớ tới cái nào đó buổi chiều, tết tóc đuôi ngựa nhà bên nữ hài. Kia là mối tình đầu cảm giác nhìn lần thứ hai, nàng phảng phất chính là cái quyến rũ động lòng người yêu tinh. Thứ tam nhãn, nàng lại tựa như một cái giết người không chớp mắt, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu nữ chiến thần, nàng tín niệm kiên định, khí thế cái thế vô song. Thứ tư nhãn, nàng lại giống là chúa tể hết thảy nữ đế, phảng phất chúng sinh chỉ là trước mặt nàng sâu kiến, liếc mắt phía dưới, thịnh thế phồn hoa đều tại chôn vùi chung không đáng giá nhắc tới. Từ Từ Mặc nhìn xem chân Vũ Thánh Tông từ trước tới nay vĩ đại nhất bốn vị đại đế pho tượng, nội tâm nghiêm nghị. Trên thực tế, hắn cũng không tính đi tu luyện người khác công pháp, bởi vì sớm tại kiếp trước, hắn liền đã đi ra một đầu thuộc về mình võ đạo thiên đồ. Nhưng vì che giấu, không để cho mình bí mật bại lộ, Từ Từ Mặc vẫn là lựa chọn Tam Đao Đại Đế công pháp. Hắn thật thưởng thức Tam Đao Đại Đế loại này cực đoan đao đạo, vừa vặn có thể dùng đến quá độ. Từ từ mặc đem để tay tại pho tượng bên trên, sau đó nhắm mắt lại, chạy không tâm thần, cố gắng đi lĩnh ngộ. Sương mù trắng xóa che đậy hết thảy, Từ Từ mặc có thể cảm giác được rõ ràng có một cỗ ký ức dung nhập hắn trong trí nhớ. Đây chính là Tam Đao Đại Đế tu luyện công pháp Tịch Diệt Quyết. Hết thảy bắt nguồn từ Tịch Diệt, rốt cục Tịch Diệt. Bắt nguồn từ Tịch Diệt, dừng ở Tịch Diệt đạt được mình muốn công pháp về sau, từ từ mặc chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn vô ý thức hướng tàng kinh các nơi hẻo lánh nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu âm thầm cười cười, quay người khoái ý rời đi. Ta thực sự là phản phái A à tình sử tẫn thành hối lâm như hồ. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Từ từ mặc rời đi không bao lâu, nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên truyền ra một đạo già nua tiếng kêu kinh ngạc tiểu gia hỏa này chẳng lẽ vừa rồi phát hiện ta rồi? Không có khả năng a. À. Từ từ mặc đi đến tàng kinh các nhất tầng, thuận tay lấy một bản hoàng giai mạch kỹ. Nguyên ương đại lục công pháp, mạch kỹ cũng đều chia làm 8 cấp bậc. Vũ, trụ, tinh, thần, thiên, địa, huyền, hoàng. Vũ giai thuộc về tối cao, hoàng giai thì là thấp nhất. Từ từ mặc cầm mạch kỹ tên gọi, bạt kiếm thuật đây là một bản rất đơn giản mạch kỹ chỉ có một chiêu đó chính là rút kiếm mạch kỹ đơn giản thô bạo rút kiếm đầu rơi chỉ cần con ngựa của ngươi rất nhanh đại đế cũng đuổi không kịp ngươi khủng bố như vậy chỉ cần ngươi tốc độ rút kiếm rất nhanh đại đế đầu cũng có thể chém xuống tới từ từ mặc rời đi tàng kinh các bắt đầu câu thông cơ thể bên trong viên châu dùng chính mình chứa đựng ở bên trong thần mạch cảnh lực lượng bắt đầu rèn thề cơ thể bên trong ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch đều dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng cường từ từ mặc cơ thể bên trong thỉnh thoảng truyền đến một trận kéo kẹt kéo kẹt thanh âm cảnh giới của hắn cũng trong nháy mắt bắt đầu đột nhiên tăng mạnh phàm cảnh nhất tầng phàm cảnh nhị tầng phàm cảnh cửu tầng, cảnh giới một mực tăng tới phàm cảnh cửu tầng, sắp mở ra đạo thứ nhất mạch môn thời điểm ngừng lại. Từ từ mặc cũng không vội lấy bước vào linh mạch cảnh, trong chớp nhoáng này tăng trưởng để hắn căn cơ có chút bất ổn. Cần biết lầu cao vạn trượng đất bằng lên, hắn quyết định đi rèn luyện một phen, sau đó lại tiến giai linh mạch cảnh. Trần Vũ Thánh Tông bên trong, có chuyên môn cung cấp đệ tử tôi luyện thân thể trọng lực tháp. Trọng lực tháp hết thảy 10 tầng, mỗi một tầng trọng lực cơ hồ đều là hiện lên gấp 10 gia tăng. Từ từ mặc tại đi hướng trọng lực tháp nửa đường, đột nhiên bị người cho gọi lại. Tử Mặc ca, chờ ta một chút a, à, chỉ gặp cách đó không xa, một cái tiểu ban tử thở hồng hộc chạy tới. Tiểu ban tử giữ lại một đầu tóc ngắn, miệng bên trong ngậm một cây bánh kẹo, nước mũi treo ở khóe miệng vị trí tử mặc ca ngươi làm sao tại cái này, trách không được ta cả ngày cũng không tìm tới ngươi, tiểu bàn tử hết sức quen thuộc vung một chút nước mũi, thỏa mãn liếm láp một cây bánh kẹo, hỏi. Như hồ, đã lâu không gặp, từ tử mặc nhìn xem trước mặt thiếu niên, ngữ khí hoài niệm chào hỏi nói. Tiểu bàn tử tên đầy đủ lâm như hồ, là chân vũ thánh tông tam trưởng lão cháu trai, cũng là cùng chính mình từ nhỏ cùng một chỗ gây sự gặp rắc rối hồ bằng cẩu hữu từ nhỏ, Lâm Như Hổ chính là mình tùy tùng, đối với mình nói gì nghe nấy. Kiếp trước hắn một mực đảm nhiệm lá xanh nhân vật vật làm nền tại từ tử mặc bên người, kỳ thật hắn thiên phú tu luyện tuyệt không so từ tử mặc yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Khi đó từ tử mặc tưởng rằng chính mình duy ngã độc tôn vương bá chi khí, còn có kia xoái ra chân trời mị lực cá nhân thật sâu hấp dẫn Lâm Như Hổ, để hắn đối với mình sùng bái không thôi. Thẳng đến hậu kỳ trận đại chiến kia, Lâm Như hổ đứng ra, thời khắc mấu chốt dùng thân thể của hắn thay mình ngăn trở nhân vật chính sở dương kia một tất phải giết kiếm. Hắn ôm trong ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ thanh niên, hét lớn. Vì cái gì, vì cái gì, và URL bằng Windows. Location, Herb, Windows, Puppy Giơ Tác bằng Windows, Puppy Giơ Tác, Windows, Puppy Giơ Tác, Puzzonet. 7254 ít, bgssp 7254 u ual, khi đó thoi thóp thanh niên mới nói ra một mực đi theo chính mình chân tướng Hai người 10 tuổi năm đó vụng trộm chuồn ra tông môn chơi đùa, nửa đường đột nhiên gặp phải một đầu nghiêu nhãn bạch hổ. Lúc ấy chính mình đem lâm như hổ bảo hộ ở sau lưng, độc thân ngăn cản bạch hổ, để hắn chạy trước lâm như hổ hỏi mình tại sao phải bảo hộ hắn bởi vì chính mình hoàn toàn có thể bỏ qua một bên hắn một mình chạy trốn khi đó chính mình chỉ là đặc biệt bình thản trả lời một câu bởi vì chúng ta là huynh đệ ta là huynh ngươi là đệ huynh đệ huynh đệ huynh phía trước đệ ở phía sau đương nhiên phải bảo hộ ngươi a cũng chính là từ một khắc kia trở đi, ngay cả từ tử mặc chính mình cũng không biết cái này hơi mập thiếu niên ở trong lòng âm thầm thề, cả đời này đều muốn dùng người hầu phương thức bảo hộ ở bên cạnh mình, dù là nhật nguyệt luân chuyển, thương hải tăng điền cũng muốn bảo vệ mình. nghe được từ tử mặc lâm như hổ hơi nghi hoặc một chút cái gì tốt lâu không thấy, chúng ta không phải hôm qua mới gặp mặt sao? không có việc gì không có việc gì từ từ mặc cười lắc đầu nói ra ta muốn đi trọng lực tháp tu luyện ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao lâm như hổ tuổi tác cùng từ từ mặc không sai biệt lắm tính toán thời gian cũng đến hẳn là tu luyện tuổi tác tốt tốt lâm như hổ ngây thơ gật đầu tự hồ trong mắt hắn chỉ cần từ từ mặc để hắn đi làm sự tình cơ hồ cũng sẽ không cự tuyệt hai người một đường hướng trọng lực tháp đi tới, từ từ mặc nhìn xem lâm như hổ bên ngoài hình tượng. Khóe môi nhếch lên nước mũi, mà lại thường xuyên nước mũi loạn vung, miệng bên trong lại thỉnh thoảng ngậm một cây bánh keo. Bộ dạng này muốn nhiều lâu có bao nhiêu lâu, từ từ mặc nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở như hồ a à, người bình thường có thể hay không ăn ít một chút bánh kẹo đem nước mũi lau sạch sẽ chú ý một chút hình tượng ta cái này hình tượng làm sao rồi lâm như hổ nghi ngờ hỏi từ từ mà cảm thấy người thiếu niên nha lúc này vừa mới mới biết yêu đoán chừng rất để ý cùng tuổi nữ hài cách nhìn hắn thử hướng phương diện này khuyên giải nói ngươi hẳn là có thích ý nữ hài đi ngươi cái dạng này làm sao lại có người thích ngươi đâu nghe tử mặc ca đem chính mình thu thập gọn gàng một số nói như vậy không chừng liền có thể đạt được nữ hài phương tâm ta tại sao phải đạt được trái tim của nàng a à? lâm như hổ lần nữa nghi ngờ hỏi tình cảm là chuyện hai người hai bên tình nguyện ngươi luôn không khả năng tương tư đơn phương đi từ tử mặc nói không phải a à, ta có thể bá vương ngạnh thượng cung lâm như hổ trả lời dư hái xanh không ngọt ta biết nhưng nó giải khát a à ngọa thảo, người nhà chính là cái quỷ tài đi, từ từ mặc rừng bước lại, trong gió có chút lộn xộn. Vì cái gì ngươi như thế chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, ta lại không hiểu cảm thấy có đạo lý, không cách nào phản bác đâu. Hai người tới trọng lực tháp, trọng lực tháp vẻ ngoài là hình bầu dục, kiến trúc thiết lập có chút cùng loại với bảo tháp. Hai người đi vào bên trong, trong đó đã có thật nhiều đệ tử ở bên trong tu luyện ta thực sự là phản phái a à tình sử tẫn thành hối liêu như yên nghe chọn bộ tại mê truyện audio com lúc này trọng lực tháp bên trong có đệ tử ngồi xếp bằng chật vật vận chuyển công pháp có đệ tử một thanh đại truy vũ động hổ hổ sinh phong còn có người gánh vác cự thạch vây quanh bốn phía làm lấy nhảy cóc từ từ mặc hai người vừa mới đi vào liền cảm giác một cỗ cự lực từ bốn phương tám hướng phun trào tới từ từ mặc còn tốt cỗ này cự lực chỉ là để hắn hành động hơi có chút chậm chạp nhưng không có gì đáng ngại nhưng đối với lâm như hồ đến nói lại phảng phất bị một cỗ cao tốc di chuyển xe ngựa cho va chạm đến cả người trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất kém chút không thở nổi đừng nghĩ đến dùng thân thể đi chống cự trọng lực từ từ mặc ở một bên nhắc nhở hít sâu để thân thể trước thích ứng cỗ này trọng lực sau đó buông lỏng tâm thần tuân theo trọng lực quỹ tích đem thân thể cùng trọng lực hòa làm một thể nghe được từ tử mặc lâm như hổ vội vàng nhắm mắt lại thật dài hô mấy hơi thở mới chậm rãi thích ứng tới ngay tại từ tử mặc lợi dụng trọng lực rèn luyện căn cơ không bao lâu chỉ gặp một đám đệ tử liền vây quanh đám người này người dẫn đầu là một thiếu nữ nàng như chúng tinh phủng nguyệt vênh vang đắc ý đi đến từ từ mặc trước mặt hỏi từ từ mặc lâm như hồ các ngươi hai cái tới đây làm gì có phải là lại nghĩ quấy rối từ từ mặc nhìn thiếu nữ liếc mắt đối phương là chân vũ thánh tông đại trưởng lão tôn nữ liêu như yên mắc mớ gì tới ngươi từ từ mặc không mặn không nhạt trả lời một câu đúng đấy vợ mọi nhà liền thích xen vào việc của người khác từ mặc ca về sau lại không cưới ngươi lâm như hồ cũng ở một bên kêu la đại trưởng lão cùng phó tông chủ từ thanh sơn một mực đối trọi gay gắt năm đó tông chủ rời đi thời điểm đại trưởng lão một mực hy vọng có thể đem cầm quyền giao cho mình lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là từ thanh sơn đạt được cầm quyền đại trưởng lão một mực ghi hận trong lòng Gần nhất mấy năm nay, Trần Vũ Thánh Tông bên trong cũng tự nhiên mà thành xuất hiện hai cỗ thế lực. Một cỗ là dùng Phó Tông Chủ từ Thanh Sơn cầm đầu Thanh Tráng Phái, một cỗ khác thì là dùng Đại Trưởng Lão cầm đầu Trưởng Lão Phái. Lúc này, Liêu Như Yên nghe được từ tử mặc tức giận nói ra. Từ tử mặc có bản lĩnh chúng ta tỉ thí một trận, không hứng thú, từ tử mặc ngáp một cái, khoát khoát tay nói ra. Đi một bên chơi, đừng quấy giày ta tu luyện. Người nếu là sợ hãi cứ việc nói thẳng, chỉ cần ngươi nhận thua, ta liền bỏ qua ngươi, liêu như yên đắc ý nói. Từ từ mặc bất đắc dĩ lắc đầu, đối phương quả thực tựa như một cái bị làm hư tiểu công chúa A. Cũng đúng, đại trưởng lão tôn nữ, ai không phải liều mạng nịnh bợ, cái này cùng mình kiếp trước có cái gì khác nhau. Hắn chậm chậm nói ra. Ta cũng không phải sợ hãi, chỉ là so tài đồng dạng đều có tiền đặt cược đi, ngươi có thể xuất ra để ta hài lòng tiền đặt cược sao?" Liêu Như Yên trầm mặc một chút, sau đó suy tư nói ra. Người nếu là thắng, ta liền nói cho ngươi biết một cái bí mật vậy không được, từ từ mặc vội vàng lắc đầu, nói ra. Ai biết ngươi bí mật này đối ta có hữu dụng hay không, vạn nhất ngươi muốn nói cho ta biết, kỳ thật ngươi một mực thầm mến ta làm sao bây giờ?" nghe được từ tử mặc trong sân đông đảo thiếu niên đều ầm vang cười to. Người vô sỉ, liêu như yên sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ chỉ vào từ tử mặc nói ra. Nếu như ngươi thắng, ta liền nói cho ngươi biết ra ra của ta nuôi dược đạo thánh kê trước mấy ngày sinh hai cái con gà con, so không thể so, từ từ mặc sạm mặt lại, trầm mặc nói ra. Ta hiện tại đối ngươi bí mật này đột nhiên không có hứng thú, bằng không chúng ta thay cái bí mật một bên lâm như hổ nghe được dược đạo thánh kê mấy chữ, con mắt mở thật to, liếm môi một cái, con mắt đi lòng vòng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Và URL bằng Windows, Location, href Windows, Puppy tác bằng Windows, Puppy giờ tác, Windows, Puppy giờ tác, Push, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL. Dược đạo kê là một loại thiên địa chân cầm, chủng loại mười phần hiếm thấy, đặt ở ngoại giới đều thuộc về vạn kim khó mua cái chủng loại kia. Bọn họ đối tiên ruộng linh dược có rất tốt chăm sóc tác dụng, có thể tiêu vặt, sới đất, bắt trùng, quả thực tựa như hoàn mỹ người làm vườn. Mà dược đạo thánh kê càng là dược đạo kê bên trong cực phẩm, tựa như tên ăn mày bên trong bá chủ đồng dạng, mặc dù vẫn là tên ăn mày, nhưng nó cấp độ cùng cái khác phổ thông những cái kia yêu diễm tiện hóa hoàn toàn không giống. Dược đạo thánh kê là từ nhỏ liền ăn linh dược lớn lên, bên trong thân thể của bọn nó mỗi một khối thịt, mỗi một giọt máu, đều ẩn chứa nồng hậu dày đặc linh khí. Nghe nói phàm nhân lần thứ nhất ăn dược đạo thánh kê nhục, một con gà liền có thể tăng trưởng một năm thọ mệnh vậy ngươi muốn cái gì tiền đặt cược liêu như yên trần chờ hỏi nghe nói ra ra ngươi tọa kỵ hắc ám thiên hổ đoạn thời gian trước cùng luân hồi thiên nghiêu yêu đương vụng trộm sinh một tổ con từ từ mặc cười hắc hắc hỏi ngươi muốn làm gì liêu như yên cảnh giác mà hỏi những này con non ra ra của ta nói muốn làm ân tình đưa cho người khác ta cũng không dám động ta muốn hai con hắc ám thiên hổ con non từ từ mặc trực tiếp nói ra Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy coi như, không cần so tài. Lại nói ngươi một mực không đều là ra ra ngươi cục cưng quý giá nha, vụng trộm cầm hai con hắc ám thiên hồ con non hẳn là không cái gì. Chẳng lẽ tại gia ra ngươi trong mắt ngươi đều không có hai con con non có trọng yếu không, ai nói, liêu như yên vội vàng trả lời gia gia của ta rất thương ta, ta 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 tốt ta đáp ứng ngươi, vậy là được, ngươi muốn so thử cái gì, từ từ mặc nhiều hứng thú mà hỏi. Rất đơn giản a, à, chúng ta đánh một trận đi, thắng thua liếc qua thấy ngay, Liêu Như Yên khóe mắt mỉm cười trả lời. Không công bằng, một bên Lâm Như hổ hô lớn. Người sớm tại nửa năm trước liền bắt đầu tôi thể tu luyện, từ mặc ca vừa mới tiếp xúc tu hành, làm sao có thể là đối thủ của ngươi, vậy ngươi nói so cái gì? Liêu Như Yên Trừng Lâm như hổ liếc mắt, lộ ra răng nanh nhỏ nói: "Ta ngược lại là có cái phương pháp, không biết có thể hay không để ta làm phán định đâu." Lúc này, một thanh âm từ trọng lực tháp nhị tầng truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một nam tử trầm chậm từ thượng tầng đi xuống. Nam tử mặc một thân trường bào màu lam, khuôn mặt kiên nghị, mũi cao thẳng, tóc dài toàn bộ kéo lên đỉnh đầu, bên hông treo một thanh màu xanh biếc trường kiếm trung hâm sư huynh, trông thấy nam tử đến, liêu như yên vội vàng vui vẻ chạy tới. Tiểu sư muội bên ngoài lòng người hiểm ác, tận lực thiếu cùng những cái kia mưu đồ làm loạn người tiếp xúc, trung hâm cười trả lời. Từ từ mặc nhìn đối phương liếc mắt, đối phương là đại trưởng lão thân truyền đại đệ tử, người giang hồ sưng, lưu quang kiếm khách trung quanh những đệ tử kia trông thấy trung hâm đến đều liền vội vàng tiến lên chào hỏi cũng mặc kệ có biết hay không liền muốn hỗn cái quen mặt người có phương pháp gì từ từ mặc nhàn nhạt hỏi trước không vội trung hâm cười nhạt một tiếng lắc đầu nói ra vừa rồi như yên đáp ứng ngươi ngươi thắng nàng liền đưa hai ngươi chỉ hắc ám thiên hồ con non nhưng nếu là ngươi thua đây ngươi còn chưa nói ngươi tiền đặt cược đâu, nếu như ta thua, ta liền vô điều kiện thỏa mãn một kiện ta có thể làm được sự tình, thế nào, từ từ mặc trả lời. Tốt, nếu như ngươi thua, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi tại trong tông môn học ba tiếng chó suột, thế nào, trung hâm khẽ cười nói.